công các cô gái VIP. Lưu Thị Huệ liên tiếp là những pha tấn công của các cầu thủ Ngân hàng Công thương Việt Nam. Ngọc Diễm, phạt bóng khá tốt. Và cứu bóng rất không thực sự tốt. Và đánh Ngọc Đinh Thị Thúy phát bóng. Điểm số đang là 1-1. Pha phập đáy trông. Và kỳ vọng có Hà Ngọc Diễm tầm cao. Pha đánh của Tú Linh. Huệ đã bị bắt bài. Oliver hiện có thể tấn công ở rất nhiều vị trí trên sân. Phát bóng cũng là một trong những yếu tố. Đúng một tốt. Xếp hạng. Một pha đập bóng rất uy lực. Bóng 4-4. Bóng vẫn còn trong cuộc. Baby vẫn còn là Giang Quen Xin. Chuyển Ngọc Hoa. Tại mạch điểm số cho các cô gái chủ giải ở set đấu đầu tiên. Rất là chuyển của Trà Giang. Vẫn là Dương Hên phát bóng. Oliver. Lại là Thanh Thúy. Nâng cao tinh thần các đồng đội. Dương Hên nhỏ bé đối mặt với hàng chắn cao to của đối phương. Oliver phòng ngự quá tuyệt vời. Vẫn là Ngọc Hoa bóng hiểm. Harrison Mayfield phòng ngự rất hay của Dương Thị Hên. Pha di chuyển của Trà Giang. Hiện những tình huống loại tay chắn đối phương. Chủ giải kịp thời cứu bóng của Kim Liên rất hay. Dương Hên tuyệt kỹ. Đúng một lại khó khăn nhưng cơ hội cho Thanh Thúy. Tất cả những gì họ có. Boom mã số 3. Đó là Nhu Hoan với tỷ số 25-21. Và kỳ vọng rất tuyệt vời, di chuyển rất nhanh của các cô gái VIP. Phòng ngự rất tốt của họ. Thiền quyết tâm rất rõ. Vu Han phòng ngự rất và phối hợp khá tốt. Phòng ngự tuyệt vời. Vẫn là Suroja rất hay của Anachos. Bóng cho Freeman. Anachos đã Mayfield không triển khai được miếng đánh. Bóng chuyền cũng chưa tới. Khá vất vả cho libero Anachos. Hy vọng rất cố gắng. Phòng ngự rất hay. Hàng sau vẫn chưa thành công. Suruja phòng ngự rất hay của Anachos. Cứu bóng thành công của Anachos. Vẫn là những pha nhảy phát bóng.
Andy Murray không qua được tay chắn. Đổi hướng Freeman. Jang Wenxin dứt điểm.